nhân dịp kỷ niệm 54 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam 2.8.1964, nhóm 12 nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi triển lãm ảnh mang tên Trường Sa trong ta, từ 3-7.8 tại nhà thông tin triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Với hàng trăm bức ảnh chân thực mà đầy ấn tượng về Trường Sa, buổi triển lãm nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân Việt Nam, những con người với trái tim luôn hướng về biển đảo Tổ quốc. Nhiều khách tham quan chia sẻ dù rất muốn nhưng chưa có cơ hội được đặt chân đến quần đảo Trường Sa, nên tìm tới triển lãm để được chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt vời nơi đây. Ấn tượng với bức ảnh chiến sĩ trẻ bên chùa Vinh Phúc tự trên đảo Phan Vinh A, một nữ du khách dùng điện thoại chụp lại bức hình làm kỷ niệm. Mải mê ngắm bức ảnh đảo Sơn Ca, anh Tuấn, 27 tuổi, đến từ Thái Bình, chia sẻ anh từng là lính hải quân ở đảo Phú Quốc. Từ nhỏ anh đã luôn khao khát được đến tất cả những hòn đảo trên đất nước Việt Nam. Đến tham quan buổi triển lãm, chị Ninh, Trường Chinh, Hà Nội cho biết chị rất thích bức tranh người dân trên đảo Trường Sa đến thăm nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi thực sự ấn tượng với thần thái của những người phụ nữ mặc áo dài trong bức ảnh. Cuộc sống trên đảo vốn thiếu thốn mà họ vẫn có thể nở nụ cười tươi như vậy, chị nói. Bức ảnh mang tên Đảo Sơn Ca của Hà Hữu Đức. Nhiếp ảnh gia Thu Đông với bức ảnh mang tên Người dân trên đảo Trường Sa đến thăm nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh chiến sĩ trẻ bên chùa Vinh Phúc tự trên đảo Phan Vinh A của tác giả Hoàng Ngọc Thạch. Bức Diệu kỳ Trường Sa của nhà báo Mỹ Trà. Tác giả Hà Hữu Đức với bức ảnh mang tên Duyệt binh. Ảnh Mắt biển của nhà báo Mỹ Trà. Tình quân dân qua ca khúc Về người lính đảo của tác giả Vũ Quốc Khánh. Đảo Phan Vinh của Hà Hữu Đức. Tác giả Nguyễn Tất B với bức ảnh